Em ở dưới quê thì thật sự là hai tụi em á là nửa cuộc đời gặp lại. Thì em cũng đã từng đổ vỡ. Em có một bé trai 9 tuổi thì anh ấy cũng cũng ly hôn, thì anh cũng có 4 đứa con ở bên Mỹ. Dạ. Anh Sáu thấy sao? Ngọc Sáu nói anh đâu dám nhìn đâu. Bác gái đang ngồi trước mặt anh tới, anh chỉ thấy cái đùi của Ngọc cắn tươi thôi. Tại vì cúi xuống đâu vậy? Em chỉ cúi xuống em. Anh liếc được cái đùi thôi. À, trời ơi, em nói chị ông Giang nghe là em phát hiện sự thật phũ phàng không à. Coi như là anh không quan trọng em chị. Mà không biết sao em mắc nợ ổng hay sao á. Thôi bây giờ em cho anh một cơ hội cuối cùng và hãy nhớ, còn anh không về trời em có chồng nha. Thì anh quyết định bay về gần 27 Tết luôn. Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Mỹ Ngọc, em đến từ Bến Tre, năm nay em 31 tuổi. 31 hả cưng? Dạ. Công việc của Mỹ Ngọc là gì? Dạ em là một doanh nghiệp nhỏ thu gom và xử lý rác thải tại huyện của em á. Dạ. Ở huyện. Dạ, ở Bến Tre. Dạ. Còn anh ạ. Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thuận, Anthony là tên Mỹ. Em từ bên California ở Mỹ. Dạ đây. Dạ. Anthony. Dạ Anthony là Anthony. Tên Mỹ. Dạ. Tên tiếng Việt Nam là tên Thuận luôn. Tên Thuận luôn. Dạ. Thuận. Dạ. Xin được chào anh Anthony Thuận. Nice to meet you. Anh Thuận năm nay là bao nhiêu cái xuân xanh? Gần 60 năm cuộc đời rồi. Như vậy là mới năm mấy thôi? Mới năm mấy thôi. 56. 56 tuổi. Dạ. Anh Thuận hiện giờ là công việc của anh là gì? Công việc của Thuận đó là nhà thầu chuyên về kiến cho cửa hàng thương mại. Dạ. Kiến cường lực. Kiến cường lực. Nhưng mà bây giờ là anh, công ty anh là ở Việt Nam, ở bên nước ngoài? Bên nước ngoài. Dạ. Vậy là anh Thuận là sống ở bên kia đúng không anh? Dạ đúng vậy. Anh đi đi lại lại á chị. Dạ. Anh đi đi lại lại chứ không có ở như thế. Không biết là cơ duyên nào mà khiến mà anh Anthony ở Mỹ mà gặp một cái cô gái ở Bến Tre. Chúc Bến Tre. Lại gặp nhau như vậy. Dạ. Em ở dưới quê thì thật sự là hai tụi em á là nửa cuộc đời gặp lại. Thì em cũng đã từng đổ vỡ. Em có một bé trai 9 tuổi thì anh ấy cũng cũng ly hôn, thì anh cũng có 4 đứa con ở bên Mỹ. Dạ. Con anh lớn chưa anh? Con đã lớn và đã ra trường đại học hết. Thì tụi em không hai phương trời cách biệt, không biết ai là ai hết. Thì đến một ngày đó là dì bà con của em là bạn của gia đình bên anh của anh này đi dự chung một cái tiệc, đi chơi chung, thì mấy tình cờ gặp anh này. Anh này mới có cái tâm sự nó ông muốn về Việt Nam, anh tìm một người vợ để chung sống sau này vậy đó. Thì tôi mới nói thôi, vì đó đó mới nói là ở dưới quê có nhỏ cháu, thôi về dưới đi, bé này chắc chắn là con thấy con sẽ chịu. Thì qua ngày hôm sau em của ảnh mới dẫn anh xuống dưới quê em mà không biết đường vô nhà em nữa. Đi dọc đường thì phải hỏi gì phải đó. Hỏi thăm rồi mới vô được nhà em. Rồi sau khi vô nhà em như thế nào thì chồng em chia sẻ. Rồi Anthony lần đầu tiên gặp cô gái này, cô gái Bến Tre này có phải lòng không? Thật sự là mình về quê là để đi đá gà. Rồi mới tới nhà của Ngọc mà mình cũng không biết Ngọc là nhà mà mình được giới thiệu. Mọi người cứ xôn xao chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Nhà em thì phải nấu ăn. Nấu ăn để đãi anh này. Tự nhiên thì em mới lên nói, ủa anh đâu? Anh gì đó đâu? Ủa anh đi đá gà. Chưa trời ơi, sao anh đi đá gà? Xuống coi mặt tôi mà tự nhiên đi đá gà. Đi đá gà. Cái em cũng làm thinh thôi. Em vô cái đi cho đâu nửa tiếng sau thì mới về. Xong mới về thì đi trong đó, lần đi thì có hai người, ảnh và người em của ảnh. Thì anh này rất là bình dân chị. Thì anh không có tỏ vẻ gì là Việt Kiều. Thì dưới quê mình em cũng tưởng tượng ra là Việt Kiều thì chắc anh cũng sẽ khác mọi người. Sao em cũng thấy anh đi dép Lào. Anh nói, ủa vậy ai Việt Kiều, ai Việt Nam? Rồi ai là chồng em? Cái xong rồi anh đó anh ốm ốm á. Rồi cái xuống vô bàn ăn thì chị Hồng Vân biết á, ở dưới quê mà có một người khách lại là trả nhà, trả một cái gia đình. Nhào ra coi mắt. Nhào ra coi mắt đó, đúng vậy đó, đúng thật. Mẹ em, anh chị em, nói chung là dòng họ ra đó, xuống một bàn xong rồi mọi người cứ đẩy em ngồi kế anh đi, ngồi kế anh đi. Thì bắt đầu ngồi kế thì cuốn cho anh này ăn đi. Hai đứa đâu có nói gì được. Em chỉ có hỏi là anh về được bao nhiêu lâu rồi, thì khi chị nào anh đi thì anh cũng trả lời em đúng hai câu rồi nghe xong cái nửa tiếng sau ăn sạch cái bàn rồi đi về. Nhưng mà lúc mà em ngồi kế bạn này, Ngọc ngồi kế anh, thì lúc đó anh đã nhận diện được là đây là cái người con gái mà gia đình muốn giới thiệu cho anh đúng không? Đúng vậy. Dạ. Lúc đó Ngọc ngồi kế bên và người em trai nói là Ngọc ngày kế bên anh Sáu đi, thì lúc đó mới là biết là được giới thiệu. Dạ. Thì lúc đó dạ, anh cảm nhận về Ngọc như thế nào, anh có thích không, anh thấy cái nét đẹp này có phù hợp với anh không? Thật sự là lúc đó mình chưa biết nhiều về Ngọc, mình cũng chưa có dám thể hiện cái tình cảm. Mình chỉ thấy là dễ thương, hiền, nhà quê. Mình thật sự thích là con gái nhà quê. Chứ mình không thích môi son, rồi trang điểm nhiều. Mình thích thật sự là một người con gái Việt Nam ở nhà quê. Anthony thì hơi nhút nhát, thành ra thật sự là cũng không có dám ăn nhiều, cũng không dám nhìn.
Sau này cái ấn tượng đầu tiên mới hỏi anh Sáu thấy sao Ngọc sao, nói anh đâu dám nhìn đâu, bác gái đang ngồi trước mặt anh tới anh chỉ thấy cái đùi của Ngọc trắng tươi thôi. Bây giờ cúi xuống đâu vậy? Em chỉ cúi xuống thôi, anh liếc được cái đùi thôi. Em gặp ảnh thì em thấy thích ảnh không? Dạ em thấy cái người đàn ông này hiền chị, anh vô nhà em anh bình dân, anh giống như là anh rụt rẻ nhút nhát, nhưng mà sau này em mới biết anh diễn chị. Rồi sau đó thì anh Sáu có lấy số điện thoại của cô gái Bến Tre này không? Sau đó thì Anthony có xin số điện thoại của Ngọc, nói là để về anh sẽ có dịp và gọi lại và để tìm hiểu nhiều hơn. Anh lấy số điện thoại em về 4 ngày sau anh mới gọi cho em. Ồ, lý do gì sao vậy anh Sáu, bị mất điện thoại hả? Em á là vậy nè, tâm trạng ủa mình đâu có nên nổi tệ đâu mà sao ổng xin số điện thoại mà giống không gọi. Cho tới một ngày á đẹp trời là buổi chiều đó là ổng gọi, là ổng tại vì ảnh xuống em 3 ngày sau anh phải trở về Mỹ. Thì lúc ảnh điện cho em á, em thấy cái số lạ gọi cho em thì em ồ alo hả, anh Hiệp nè, em nghe là em tức rồi chị. Em tức cho em mới nói dạ em cũng lịch sự em chào anh, thì anh cũng nói là anh lấy số điện thoại em nhưng mấy ngày nay anh bận quá, anh không có thời gian gọi cho em, giờ anh về tới phi trường rồi Hàn Quốc rồi, anh còn lại ít tiền trong cái xuyên Việt Nam này nè, anh gọi cho hết luôn. Trời ơi anh Sáu thiệt hà, dễ sao luôn. Trời ơi, em nghe em cũng tức nghe vậy nhưng mà em cũng thôi em ráng em là kìm sợ, em kìm, em nói chuyện. Thôi bây giờ anh nói ra đây rồi về bển á, anh mới FaceTime, nói chuyện với em sao nha, em nói dạ. Đúng là trong đầu anh nghĩ vậy thiệt luôn hả? Không, thật sự là giữa hai gia đình quen biết với nhau, thường cảm thấy hơi ngại là thứ nhất là mình hơi lớn tuổi, gần như là gấp đôi tuổi của Ngọc. Thì mình cảm thấy hơi ngại, cái tâm lý của mình á, mình cảm thấy hơi sợ sệt nữa. Thứ hai là hai gia đình quen biết, thân nhau quá. Thận thì thích thăm chơi, ngày xưa thì nó thật sự là về Việt Nam cũng một năm mấy là mình cũng có quen một vài người, nhưng mà cái tình cảm thì nó không đi tới đâu hết. Rồi mình sợ mình tiến tới rồi mình đi rồi mình để lại vết thương cho người khác, và sự mang tiếng của tình người lớn giữa hai bên là thân thiết với nhau, thành ra rất là sợ vấn đề đó. Có nghĩa là trong 3 ngày là anh suy nghĩ đó đúng không? Dạ, suy nghĩ cho chín chắn chứ không phải ham chơi đúng không? Hơi sau khi mà anh về Mỹ rồi á thì 7 tháng tụi em qua lại bằng điện thoại thôi, mà trời ơi em nói chị ông cho nghe là em phát hiện sự thật phũ phàng không à, coi như là anh không quan trọng em chị, mà không biết sao em mắc nợ ổng hay sao á. Tại vì gia đình á hy vọng em là người sửa đổi ảnh cho ổng bớt đi chơi lại. Thì ở giờ Việt Nam với giờ bên Mỹ thì nó là cách xa em biết rồi, nhằm khi em nói em nhìn đồng hồ nó ủa 1 giờ sáng anh đâu còn ngoài đường nha anh, đi chơi là em nói chị Hồng Vân bất chấp, còn mỗi lần ví dụ sực nhớ tới mới điện cho em. 7 tháng trời dạ. Yêu xa như vậy tới lúc nào thì anh cảm nhận là anh yêu Ngọc? Dạ thật sự là Thuận còn nhớ lại Ngọc có nói câu này nè, Ngọc nói là đây là lần cuối cùng cho anh, nếu mà anh cho anh một cái cơ hội và cho Ngọc một cơ hội để mình làm lại cuộc đời, cứ tình trạng kéo dài về hoài mình cũng không đi tới đâu. Đúng rồi, thì tại sao anh không cho anh một cơ hội? Thì lúc đó mình nghĩ lại thôi thì mình sẽ về, tại vì còn 2 ngày nữa là 3 ngày nữa là tới tết mình đó chị. Em mới nói thôi bây giờ em cho anh một cơ hội cuối cùng và anh hãy nhớ, còn anh không về tại em có chồng nha. Thì anh quyết định bay về gần 27 tết luôn. Là sợ mất vợ? Dạ là sợ mất. Rồi lần đó anh về á là hai người là chính thức là coi như đặt vấn đề là sẽ đi đến hôn nhân luôn. Dạ phải không? Chưa. Hay là vẫn chưa? Chưa. Về để thử em. Về để thử em chị. Thử là sao ta? Thử em coi em có thương thiệt không? Có ý đồ xấu xa gì không? Nhưng mà bằng hình thức nào? Dạ là giống như về vậy nè. Anh nhất quyết nha. Anh không ngủ nhà em. Anh ngủ hay mua theo? Đúng là 3 giờ sáng. Lúc đó là 3 giờ sáng rồi, mệt lã người rồi. Cái em cũng giả bộ nha. Em nghĩ là người ở bên đó là người ta rất là thoải mái ở cái chuyện tình cảm đúng không chị Vân? Thì tài xế xách vali đồ vô phòng, các em cũng thử em vô nha. Cái ổng vậy nè, thôi em về đi, về nhà ngủ đi. Về nhà ngủ đi. Cái em thôi em cũng đi về, em thử coi sao nha. Em đi về nhà, mà chị biết nhà đổ dưới quê á có 100 ngàn đi mà. Là tưởng tượng cỡ nào rồi đó. Là tưởng tượng cỡ nào, vali phải thải dưới đất. Rồi ảnh thì ảnh nằm cái giường, nói chung là không có nước nóng, nước lạnh gì tắm á. Em thải vô đó tự sống luôn. Rồi cái tới cái đêm 30 thì đi đón giao thừa. Cái ở dưới quê em á mỗi năm chỉ có đốt pháo bông một lần là đi 30 thôi chị. Cái đi ăn uống với gia đình xong rồi về thì lên xe em chở, anh đâu có ngồi xe, anh đâu chở xe không đa được, em chở. Rồi sao cái chút nữa vô chở anh vô nhà trọ rồi ở anh nói chuyện chút. Cái em biết mà tự nhiên trong lòng em suy nghĩ là chị Hồng Vân, em thấy
em tội nghiệp, tại vì anh cũng đi quá trời xa về thăm em. Vô khách sạn nào thì ông có nói chuyện gì đâu. Ông hành động. Dạ, ông hành động. Ông anh bắt đầu hành động. Trong lòng em thôi, như Thuận này em cũng đã tính toán rồi, nói là đêm nay hứa Ngọc cho dẫn đi coi pháo bông. Nhưng mà theo vậy thôi, pháo bông mà về nhà mình đốt pháo nó hay hơn. Thôi. Thế là sao anh không, anh phải chờ tới đêm 30 mà không phải là cái ngày anh về hoặc là hôm sau? Tại vì mình nghĩ suy nghĩ một vài ngày rồi, thật sự là mình lúc đó mình mới thấy ta thích nhà Thôi Ngọc. Rồi thứ hai nữa mình để dịp, đúng là sinh nhật của Ngọc cũng là ngày 1 tháng 1, cũng trong cái Tết, để làm cái kỷ niệm và hy vọng là trong tương lai nó sẽ xảy ra liên tục như vậy hoài. Sau cái đêm đó là hai người đã là của nhau rồi. Dạ. Thì dạ, là ảnh có đặt vấn đề, lúc ấy anh có nghĩ là khi mà như vậy rồi thì anh có đặt vấn đề anh muốn cưới Ngọc liền không? Có. Bao nhiêu lâu thì cưới? Bao nhiêu lâu? Dạ, 9 ngày. Hả? Dạ. Trời cũng chậm ghê anh ha. 9 ngày lâu quá rồi. Coi như là cỡ mùng 9, mùng 10 Tết đó. Dạ, mùng 9 đó. Dạ. Anh cưới Ngọc xong rồi thì anh ở Việt Nam được bao lâu? Hay là anh lại phải trở về Mỹ liền? Anh về được có 2 tuần thôi chị. Có nghĩa là anh cưới xong là ở dưới quê? Dạ, dưới quê. Ở quê là coi như anh về được 2 tuần là anh hốt được bà vợ luôn. Dạ. Rồi xong anh trở qua Mỹ lại luôn. Dạ. Cái lúc mà đám cưới xong á, chị Vân biết 3 tháng sau anh về thăm em á, gần 10 ngày nữa anh mới về á. Anh không liên lạc em. Anh không điện thoại, anh cũng chơi trò mất tích đó. Dạ, mất tích với em 10 ngày mà chỉ biết trời ơi, tự nhiên tâm lý em nó thiệt, em giống như là em muốn em chết nặng luôn. Em căng thẳng nặng luôn mà chỉ biết em gửi cho anh biết bao nhiêu tin nhắn. Em gọi không được, em gửi tin nhắn, em nói đủ thứ hết. Ổng cũng vẫn im re. Rồi một ngày đó tới trưa cái bữa đó xe ổng về tới trước cửa nhà mình luôn. Em thì em ở trong phòng em không biết. Chị dâu em mới chạy vô nói Ngọc chồng về kìa. Em mới nói chồng con gì, ổng đi hôm bữa giờ ổng có điện đài vậy em đó. Mất tích. Dạ, em nói vậy nha. Chồng mới về thì kia. Cái tự nhiên em mở cửa ra, em thấy anh chả đứng dần dần trước cửa phòng em. Trời ơi, anh chị Vân biết bao nhiêu cảm xúc nó luồn vậy hen. Em tưởng là nếu mà anh không dẫn em lại là em xỉu á, em tức á. Anh ôm em lại mà em rung bực vậy mà. Nhưng mà anh ơi, tại sao anh lại làm như vậy? Có nghĩa là anh 10 ngày mất tích không liên lạc với Ngọc, anh muốn làm cho Ngọc surprise hả? Thật sự là muốn làm surprise và thử lòng Ngọc như thế nào trong những ngày chờ đợi coi Ngọc có làm gì sai hay không. Thật sự là Thuận lúc đó là cũng đam mê câu cá, mình câu cá trên tàu là tùy theo cái chuyến đi của mình từ 4 cho tới 7 hoặc là tới 14 ngày để đi câu cá thu á, thì không có bao giờ liên lạc được hết trơn. Và trong cái chuyến đi đó Thuận không có liên lạc với Ngọc, và cũng trong cái chuyến đi lợi dụng để mà thử Ngọc luôn. Rồi mình về bất tình lệnh để mà mình hiểu rồi. Rồi lần đó là anh cảm thấy tự tin và anh tin tưởng Ngọc hoàn toàn đúng không? Cái lần đúng như vậy. Sau khi thử lòng Ngọc rồi thời gian biết Ngọc, tự động mình thay đổi. Có nghĩa là bây giờ anh rất nghiêm túc trong cái cuộc hôn nhân này. Đúng như vậy. Bây giờ hai người đang rất là happy rồi gì đúng không anh? Dạ. Dạ. Rồi anh đã xem chương trình này nhiều rồi. Dạ. Anh có biết nó đến một cái đoạn mà nó rất là cao trào mà ai cũng thú vị á. Anh nghe Ngọc cười chưa? Bây giờ Anthony nói cho chương trình biết là Ngọc có những tật xấu gì? Thật sự từ ngày lấy Ngọc tới bây giờ, Ngọc thật sự là thật xấu, thật sự là không có. Thỉnh thoảng có chút nghi ngờ thôi. Ghen đó, nghi ngờ. Rồi gì nữa nè? Rồi mỗi lần khóc thì không ăn, rồi bị đau bao tử. Vậy thôi. Nhõng nhẽo, cái nhõng đó nhẽo. Là tôi gọi là nhõng nhẽo đó anh. Dạ. Mỗi lần không ăn thì anh làm gì để cho Ngọc ăn? Thì phải năn nỉ. Năn nỉ lâu không Ngọc? Ăn nỉ vậy nè anh, em ăn đi, em không ăn đau bao tử rồi nha. Em phải giữ gìn sức khỏe, vậy thôi. Dạ, tại vì anh ơi rất là kiệm lời chị. Tới bây giờ cũng vẫn chưa bao giờ hỏi. Em kia em hỏi nha, chồng ơi, anh thương em không? Không thương sao, anh về vậy? Cứ vậy hoài. Không thương thì sao anh cưới em? Hay gì là anh cũng thương em. Không, cứ vậy thôi. Rồi ổng có tật xấu gì không em? Là anh mê chơi. Trời ơi, em với ảnh nó khác biệt, nó trái ngược lắm luôn. Em thì giống như bà cụ non vậy, em thích nhạc bolero. Đúng rồi. Ảnh thì nhạc hip hop gì giật gì, ổng nghe nhạc em nghe không nổi luôn á. Có cái là vậy nè, em muốn ảnh là ảnh cũng phải cưng em, anh thể hiện. Không bao giờ chị ơi. Tức là không có lãng mạn. Dạ, không. Ảnh cứ xa xa em vậy á. Mỗi một lần về, anh em nhắc nha, chuyến này mà anh đi đâu ngồi gần mà không ngồi gần em, ngồi xa em mất vợ gán chịu nha. Vậy hả? Rồi có cải thiện không? Đỡ chị, đỡ. Mới lần này nè, lần này về anh xong bao giờ anh hung em hết vậy? Anh không hung em mốt người khác hung ráng chịu nha. Anh sẽ về, anh sẽ cải thiện. Chứ nói vậy thôi, chứ cũng không có làm như anh còn cái khoảng cách đó với em vậy đó. Giờ em muốn anh sửa đổi cái đó, đã thương em rồi. Em cũng thật sự với chị là em thương anh thiệt lòng. Qua cái chương trình này á, em đăng ký là em cũng muốn là để cho anh có cái lòng tin để vợ chồng mình sống những ngày còn lại. Giống như em cũng muốn để cho mọi người hiểu em là em thật sự lấy ảnh là em thương bằng cái tấm lòng của em. Bằng trái tim của em. Đúng rồi. Anh, bây giờ em nói nghe nè. Thực sự mà nói hồi nãy lúc mà hai người bước ra đó, mà khi anh chưa nói số tuổi của anh đó, thì em không bao giờ nghĩ là cái tuổi của anh nó là như vậy. Nhìn anh rất là trẻ.
Cảm ơn chị. Nó trẻ từ khuôn mặt cho tới cái phong thái của anh. Chính vì ảnh mê chơi nè, dạ, ảnh mê nhạc trẻ, dạ, thì ảnh mới bù trừ lại cho em, dạ, là em là bắt đầu em bị già so với tuổi của mình, dạ, đúng rồi. Đó thì thành ra là em với ảnh mới tương xứng, dạ. Và em hiểu được ý của Ngọc là tại sao muốn anh và Ngọc lên chương trình này, là để cho Ngọc tạo cái niềm tin và cái sự tự tin ở anh, là Ngọc yêu anh là bằng trái tim, và cho tất cả mọi người thấy là đây là chồng của tôi, dạ. Tôi rất là hãnh diện, dạ, khi tôi có một người chồng, dạ, như thế, dạ, này, dạ. Thành, dạ, ra là em nghĩ cái mong muốn của Ngọc đối với anh là hoàn toàn chính xác. Anh thoải mái đi anh, dạ. Thoải mái thể hiện tình cảm. Quên cái, dạ, này nói nghe, dạ, là hai người muốn có con chung không vậy? Dạ muốn lắm, dạ, luôn á. Em biết anh, dạ, chương trình này á, là em nghe nói anh Quốc Thuận á là anh ông mụ, anh mụ, dạ, ông mụ, dạ, đúng rồi. Chúc liền, chúc liền. Giờ trước khi coi như chào tạm biệt hai vợ chồng đó, thì anh chúc cho anh Tony với Ngọc nghe, dù ở đâu đi nữa cũng là cũng luôn luôn dành tất cả những thời gian, những suy nghĩ về nhau, yêu thương nhau, dạ, và đặc biệt là qua năm sau là bác sĩ báo tin vui, dạ, đó, dạ, cảm ơn anh. Nếu kịp tháng 12 qua Noel báo tin vui luôn, dạ, đó, đợt này là phải có tin qua, vui qua năm sau là em bé xuất hiện, xuất hiện. À, em tên là Hoài Nghĩa, năm nay em 26 tuổi, công việc của em hiện giờ là tài xế. Con em, dạ, tên Diễm Hương, năm nay 25 tuổi. 25 tuổi, dạ, quê ở Đồng Tháp. Dạ, lúc trước thì đi học tốt nhưng mà bây giờ thì về nhà. Hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Và ai là người chủ động? Dạ, em là người chủ động. Gặp nhau thì ở trên mạng. Nhưng mà hẹn gặp thì lúc ở dòng xe An Lạc. Là lúc đó trở về ra mắt ba mẹ em. Gặp ba mẹ luôn hả? Dạ. Ủa lạ luôn vậy? Nhanh vậy? Dạ. Đợi nhanh vậy? Quen đứng sau mà xuất cái gì luôn? Em không biết là dẫn về nhà. Tại vì nói là gì vậy, đi chơi thôi. Rồi sau đó về nhà ăn cơm. Hẹn nhau trên mạng bao lâu thì gặp? Khoảng một tuần lễ thì hai đứa nói chuyện qua lại cái. Thì em thì em cũng muốn lấy vợ. Tại em cứ lông bông hoài muốn thay đổi cuộc sống. Rồi vợ em thì cũng muốn vậy đó, lấy chồng. Lúc đó cũng lúc đó cũng muốn tìm hiểu nhau thử, rồi nếu hợp thì lấy nhau. Đó thì cái hôm đó hẹn nhau thứ sáu là trở về nhà em, là cho ba mẹ em coi mắt, mẹ chịu. Cái mẹ về mẹ nói với ba cũng chịu. Cái rồi chủ nhật đi hồi cưới luôn. Trời ơi. Trời ơi, ông nói giống như lâu lắm vậy đó, quen trên mạng tới tuần lễ lần. Nhưng mà bên này thì là đồng ý. Dạ. Và cho tiến hành là cái chuyện là cưới liền. Rồi bên gia đình em có chịu không? Dạ. Rồi sao nữa? Rồi cái mới về lại, rồi cái ba mẹ em mới mời gia đình ba mẹ vợ lên chơi. Rồi mới về lại khoảng 4 tháng mấy. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ năm mấy rồi. Một năm mấy. Và ở chung với gia đình chồng hả? Ở chung được một tháng mấy thì ra ghi. Anh nghĩ là thì chắc chắn phải có chuyện gì. Dạ anh chồng của em thì không có hợp với gia đình của chồng. Cãi nhau tối ngày. Tức là không hợp với gia đình của mình, khắc khẩu với lại cha mẹ anh em luôn. Như vậy là chị có thể hiểu được là bạn chồng là hơi nóng tính đúng không? Dạ. Rồi á, vậy là khi hai đứa tách riêng ra thì cuộc sống nó có hòa bình hơn không? Khủng bố không? Chồng ăn hiếp hả hay sao? Dạ, chồng em tính hay chơi. Đi làm á, có khi nói dối rồi đi chơi. Vậy hả? Dạ. Ủa cái công việc của em là tài xế thì đi suốt mà đúng không? Chị chạy bên vật liệu xây dựng á, đôi khi hết hạn sớm hơn cái giờ về thì đó ghé đó đâu đó chơi cà phê hay là chơi game. Mà vợ đẹp thì xong về chơi với vợ, đi chơi với bạn bè làm chi? Son quá mà đúng không? À, chồng em nóng tính thì lúc ở với em thì chồng em có bớt nóng tính không? Hay là có khi nào hai vợ chồng gây lộn với nhau suốt ngày? Dạ có, ngày nào cũng gây á. Ngày nào cũng gây chừng nào. Lý do gì? Rồi với một cái người cao to như thế này nóng tính về có bao giờ mà bụp em chưa? Có. Nhưng mà gây về cái vấn đề gì mà bụp? Chuyện nhỏ xíu thôi cũng gây được. Mấy lần? Chỉ có một lần thôi. Là anh nóng rồi anh chửi. Em chịu không nổi. Rồi la lại, nói lại cái bắt đầu im hơn, im rồi đánh mày á. Sau mà cái em nói đánh đi. Không xưng mày tao trước không à. Rồi đánh, rồi đập đồ trong nhà hết trơn. Đập hết luôn? Dạ. Em tức quá, chịu hết nổi rồi đánh lại không? Hai chồng đánh lộn như nhất vậy đó. Có lần hai vợ chồng nói qua nói lại cái cãi lộn, em dặn như em quơ tay qua đó cái cùi chỏ này trúng đầu. Không, mày đánh tao hả Nghĩa? Chụp cái đầu nghỉ xuống dứt em liền vậy á. Dữ vậy đó hả? Rồi cái em mới lỡ tay cái em phản ứng cái em lại em chụp lại tính lại hỏi thăm có sao. Lúc đó chạy vô nội mét nội cái em thấy bà già đi vô mét nội em đi về luôn. Thật có khi nào mà em giận quá rồi em bỏ nhà đi luôn không? Tại anh đuổi chứ không à. Đuổi hả? Đuổi là sao? Mày ở không được, mày đi, mày biến đi, mày biến khỏi nhà tao, nhà phải của mày. Nhà thuê mà. Cũng đâu phải nhà của anh đâu. Ừ. Rồi lúc đó làm sao? Cái em điện thoại cho mẹ chồng. Mẹ chồng nói ở đó đi, chút mẹ qua mẹ rước. Mẹ chồng qua rước em cái anh nói bye bye nha. Không gặp lại nha. Cái điện thoại kêu kêu bạn bè đợi bài bài cho mẹ. Xong rồi cái về hỏi giờ mày về không?
cái không về nhà em vậy không, cái nó không về tự nhiên anh đuổi em đá về em không về em ở đây với mẹ. Cái đá cái bình nước cái bên đá bung lên trời vậy, cái anh đi tiếp nữa, anh nhậu tiếp nữa, xong hỏi cái quay về hỏi em về không nữa, xong rồi cái đi nhậu tiếp, xong rồi họ xỉn quá trời luôn, về cái quậy với nhà cho mẹ luôn, qua nhà mẹ quậy tiếp. Dạ trời ơi ông thần ơi, là em cho về là bắt vợ về cho bằng được thì thôi đó phải dạ. Không rồi lúc đó em có về không? Dạ qua ngày sau thì mẹ kêu thôi về đi, về về anh sửa đổi rồi. Còn cái chuyện nào mà nó lớn hơn nữa? Lúc em mang thai bé, sức khỏe em đã không tốt rồi. Bữa đó anh đi chạy xe xong, cái cũng có cả nhà đó, cái anh đi nhậu luôn. Cả nhà hết đồ ăn rồi, em mệt, em đi không được. Anh nói anh giờ về mua đồ ăn cho em với. Anh nói ừ, để họ anh về. Về xong là xỉn rồi, đi đâu có nổi nữa. Rồi cái nó qua nó lại cái lấy tiền cái chạy đi mua bia về, ngồi đó nhậu chọc tức em. Rồi em sao? Dạ, rồi em không nói gì. Tại vì anh xỉn nóng lên nó rất là sợ luôn. Sợ là đập đồ này kia rồi anh không có tự bảo vệ được bản thân mình rồi làm ảnh hưởng đến em nữa. Rồi em không nói hết á. Rồi sáng lại anh đi làm anh cũng không thèm nói chuyện với em. Sáng là em với đứa em gái, tại bữa đó em gái lên. Rồi thôi hai đứa chị em dọn đồ về luôn. Đi về quê? Dạ. Về nhà mẹ quê? Dạ. Rồi sao? Rồi cái em nghe về em cũng hết hồn, em bỏ xe em giục em chạy về thấy khóa cửa hết rồi. Rồi em về nhà gia đình của em ở bao lâu thì hai đứa lại nhập lại? Em ở khoảng tháng mấy á. Ừ. Nhưng mà chồng em xuống á chị, không có vô gặp gia đình của em mà chỉ là kêu em ra ngoài nói chuyện thôi. Ủa dạ. Sao vậy? Tại vợ em kể cái chuyện xấu này nọ hết cho ba mẹ em mặc cảm, em không dám vô. Mà em thấy cái chuyện đó là chuyện xấu đúng không? Yeah. Rồi sau đó là thì em đi lên với chồng luôn, thử anh có thay đổi không. Rồi ba mẹ em đồng ý không? Dạ không có nói, em nói gì làm. Em đi làm rồi em đi lên đây luôn. Dạ. Như vậy là ba mẹ vẫn còn giận em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bên mẹ của em á thì có giận tụi em không? Cũng có giận, hai đứa cãi lộn nhau có ngày nên hai bên gia đình cũng giận. Giận luôn, coi như là bên nội cũng giận, vợ chồng ở đây bên ngoại cũng giận vợ chồng. Rồi bây giờ vậy đi, con muốn nhân cơ hội này nói một lời gì đó ba mẹ mình với ba mẹ vợ không? Dạ có. Vậy nói đi xong mình nói chuyện tiếp. Dạ nhân dịp chương trình Vợ Chồng Son này con xin lỗi ba mẹ vợ và cả ba mẹ con và cả vợ con. Con hứa sau này chí thú làm ăn không đi chơi hay bớt tánh nóng lại, biết lo lắng cho gia đình hơn. Con xin lỗi ba mẹ hai bên. Ba mẹ của con xin lỗi, tại vì con chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà con lấy chồng rồi nhưng mà con không có muốn gian dở. Con muốn thử có một cơ hội nữa thử coi chồng con có thay đổi được hay không. Không sao, em cứ việc em không cần phải kìm hãm, kìm nén cái gì hết á. Như thế nào là mình cứ nói ra để cho chồng mình hiểu, cho ba mẹ mình hiểu. Đó. Nhân cái dịp này em nói hết cho chồng nghe, em muốn chồng em thay đổi như thế nào. Dạ, em muốn chồng bớt em chơi lại, đừng có đi chơi bắn cá nữa. Có nhiều tiền em đi chơi bắn cá hết rồi, ở nhà trọ, nhà thuê á, không có đủ tiền xoay sở cuộc sống của ai đó. Anh nóng tính lắm, nhậu nhiều lắm. Em mới kêu là thôi đừng có nhậu nữa. Cái mà bớt nhiều rồi, nhưng mà lâu lâu giận lên là cứ đi nhậu về. Em sợ chồng nhậu lên á, giống như là không phải là chồng nữa. Giống như là một con quái vật kia, muốn ăn tươi nước sống thì khác kia. Rất là sợ. Lúc tỉnh rượu, lúc không có nóng nữa thì là biết, là xin lỗi. Rồi bây giờ chồng có muốn nói gì với vợ thì nói đi. Anh biết anh sai rồi. Cho anh một cơ hội để sửa sai đi. Chị nghĩ là như vậy nè. Nghĩa thì không khéo ăn khéo nói đâu. Hồi nãy cái câu mà xin lỗi của Nghĩa, chị nghĩ là từ đáy lòng. Có nghĩa là thật sự là muốn xin lỗi và cũng cảm thấy là những cái gì mà mình đã làm với gia đình nhỏ của mình, với vợ của mình là Nghĩa đã thấy cái sai của Nghĩa rồi. Đúng không em? Dạ. Yeah. Nghĩa thấy rồi đúng không? Ừ. Đó. Và có một điều như vậy nè. Đây là cái người mà gọi là không có giữ cái gì ở trong bụng được. Bực là phải nói. Lên cơn điên là phải bộc lộ ra, giống như là một cái núi lửa vậy đó, là đang nóng, đang tức đây. Thì cái gì để mà triệt được cái núi lửa đó là phải là nước. Chứ bây giờ một cái núi lửa mà nó đứng kế một cái núi lửa nhỏ hoặc là một cái bếp nhỏ thôi, nó cũng có thể tạo thành cái hỏa hoạn rất là lớn. Thì ở đây á, con người của Nghĩa thì chị nghĩ là không có giả dối. Chỉ có cái điều là khi mà rượu vô đó thì đúng như là vợ em nói á, em còn là em nữa, em bị nó điều khiển. Yeah. Chính em cũng hiểu được điều đó, đúng không? Thì bây giờ cái tần suất nhậu của em bớt lại. Và em đừng trêu tức vợ em bằng cách là em nhậu nữa. Hiện giờ là Nghĩa có cái vậy nè, là biết vợ ghét nhất cái gì? Là ghét nhất là mình nhậu đúng không? Yeah. Chọc tức, tôi biết bà ghét, tôi nhậu cho bà ghét hơn. Anh nói thích chọc cho em bị nổi điên lên. Thì đó,
chọc cho bà nổi điên lên. Đó, đó, rồi ha, mà bà chưa hết điên đúng không? Tôi đi mua rượu tiếp, tôi để cho bà điên hơn nữa. Đúng không nè? Bỏ rồi, từ lúc đó là em bỏ rồi. Thì đó, thứ nhất là Nghĩa đừng có chọc tức vợ em nữa. Giống như là mình nó khôn ngoan, mình đối đáp người ngoài, yeah. Hiểu không? Cái người mà để mà mình thắng á, là vợ mình thì mình thắng rồi, mình cũng đâu thấy gì là vui vẻ đâu, yeah. Là mình là người chồng, mình phải nhận thức được cái điều đó, yeah. Đó là về phía Nghĩa, em bớt nhậu lại nữa. Em luôn luôn trong đầu em phải nhớ nè, bây giờ là phải bảo vệ vợ, sau này là phải bảo vệ con, yeah. Đúng không? Chị đảm bảo với em, con người này á, mà khi ra đường mà ai mà đụng gì tới em là lấy cả mạng sống của mình ra mà bảo vệ cho vợ đó. Còn về phần mình đã biết cái yếu điểm của chồng mình như vậy rồi á, thì theo chị thôi mình đừng đối kháng nữa. Lúc xỉn rồi nhắn là mình chăm sóc cho ảnh, mình đừng có gây lại nữa, cho ngủ đi, ngày mai nó hết rượu tỉnh táo lúc đó mình nói. Ví dụ trước khi mình nói, mình sẽ nói là Nghĩa, em muốn nói chuyện với anh một chút, mà anh hứa với em là anh đừng nóng thì em nói, còn nếu mà anh nóng lên em ngưng không nói nữa. Và em cứ nhớ từ cái mốc ngày hôm nay, cái lời hứa của Nghĩa với cha mẹ của mình, cha mẹ của Nghĩa, và hứa với bản thân mình á, thì lúc nào mà Nghĩa chuẩn bị lên cơn á, thì á, em nhắc lại Nghĩa nhớ nha, bữa đó là Nghĩa hứa vậy rồi. Và đây là giống như là mình đã đang ở cái gọi là cái cơ hội cuối cùng để mình tìm lại nhau, mà nếu mà Nghĩa không có thỏa hiệp với em á, thì coi như tụi mình bó tay, yeah. Đúng không? Thì Nghĩa nhớ cái đó nha Nghĩa. Thôi bây giờ dày đi, trước mặt bao nhiêu người nè, bây giờ em hứa với vợ và hứa với mọi người là không bao giờ động thủ với vợ nữa. Hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi, em cho chồng một cái cơ hội. Chồng xin hứa với vợ không bao giờ đụng tay đụng chân với vợ nữa. Sẽ hạn chế nhậu nhẹt lại giữa mình, sẽ không đập đồ này nọ trong nhà nữa. Rồi hứa một cái với ba mẹ vợ. Nhân dịp con này, chương trình này con xin hứa với ba mẹ là con sẽ luôn luôn bảo vệ vợ con, con gắng lo làm ăn. Rồi, ôm vợ đi, ôm vợ cái nào. Và cái thưa quý vị, người ta hỏi chúng tôi rằng điều đặc biệt nhất của chương trình Vợ Chồng Son đó là cái gì? Không phải là cái chuyện nói xấu nhau đâu, không phải là những chuyện mong muốn thay đổi đâu, đó là những khoảnh khắc như thế này. Và cái lời hứa này nó là động lực để cho hai vợ chồng của bạn càng ngày càng hạnh phúc với nhau. Con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi, tính cả tuổi mụ. Thì hai mấy đó là 27 đó. Không, vậy là nó nhỏ quá, nó trẻ. Tức là có cái cặp kia là các bạn kia mới 26 thôi, nhưng mà nhìn bạn cứng cỏi giống như 30 vậy đó. Còn con 27 mà nhìn con như 22 á. Đó. Nghĩa là trẻ hơn. Trẻ hơn số tuổi con quá nhiều luôn. Rồi, Đức Thành là 27 tuổi. Công việc gì và đang sinh sống ở đâu? Dạ, tại là con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Quận 10 đường nào? Ở đường Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh là gần với nhà chú. Dạ, gần nhà chú. Cô nói thiệt, con hồi xưa là cô không hề biết nhạc rap, cô không nghe được nhạc rap, nhưng mà từ khi cô coi Rap Việt tự nhiên cô rất là thích rap. Dạ. Con có thể rap một bản được không? Con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Đó. Vô. Bây giờ cái không gì nữa đây này. Nè. Nhìn nó nè, đó nghe. Tum. Sẽ con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok, quá hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Thôi con ngồi đi. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xề xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này, nhưng có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đám say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe, tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm. Mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi, để cho đêm nay hai ta nét gay. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay. Quá, tự nhiên không khí nó náo nhiệt lên. Sớm lên liền chị. Sớm lên liền. Đây là số thứ 1. Số 1 trong ngày quay đầu tiên. Đó, rồi bây giờ tới con nè. Dạ, con tên là Hải Yến. Năm nay con 19 tuổi. Tại vì nãy mình đón hai mấy đó. Bởi nãy tôi nhìn nó là tôi nói phải gọi là con thôi. Mình đón hai mấy bé nó. Dạ, không tới đâu. Sao nè, 19 tuổi là sao nữa nè? Công việc. Con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Nội trợ thôi? Dạ. Ồ, vậy hả con? Tôi còn tưởng là bé này mà nó hát bolero, cái lặng bài bolero nữa là phấn chấn tinh thần liền. Con biết hát không Yến? Dạ không. Không biết hát không. Ủa, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ
Kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng, cái đầu là ổng thấy dễ thương quá, cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng hát. Bữa nay mụ hay quá, mụ hay quá đúng không? Mụ đoán hai lần trúng hai lần. Làm hay như quá là quay trở lại đó, quay trở comeback lại à, vợ chồng trước comeback. Mùa trước mùa dịch á là chú Thuận đoán 100 câu là trật 105 câu, con không bao giờ trúng một câu nào. Mà sau dịch quay trở lại nãy giờ là bao nhiêu câu là trúng bấy nhiêu câu. Lợi hại cái quá, cái năng lượng hên nó bơm vô người. Rồi con nói tiếp nè. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng xong rồi làm sâu ở trong Sài Gòn thì con lại không biết anh này, không biết nhóm của anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời làm khách mời nên là đi theo thì... Ủa tại sao anh con lại được làm khách mời của nhóm này? Dạ anh con là vừa là MC vừa là rapper. Dạ có phải là Hoàng rapper không? Sao thấy vừa làm MC mà vừa làm rapper thì chỉ có Hoàng rapper nữa. Dạ thì gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Dạ nói chung là sau ngày hôm đó là về sau rồi mới nói chuyện, tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm. Là cũng không để ý lắm tại xong rồi về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp sâu ấy thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi. Thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook, xong rồi nhắn tin, xong rồi comment đùa trên Facebook, thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó hả? Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ nhiên là ảnh mới nuôi con rồi chứ còn làm gì. Ủa con có nghĩa là khi mà con nói con gặp ảnh có không ấn tượng gì? Dạ. Vậy thì tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu lôi choi quá trời. Con già dữ, con già trâu dữ. Lúc đó chắc con 18 tuổi hay sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành. Mà bữa đó là anh mới hai, kiểu anh mới về Sài Gòn xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn lôi choi, nhìn kiểu nó hơi ké tính một chút xíu á. Xong rồi chứ kiểu... anh mà già sao anh làm rap được con? Con tưởng tượng đi chú mà rap kỳ lắm á. Rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Không, tức là nhắn tin mà trêu đùa nhau á, bao lâu thì bắt đầu mới có những cái mà nó thuộc loại đi sâu sắc hơn về tình yêu, là bắt đầu thả thính nhau mà về yêu đương á? Có nghĩa là từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc, vào trong quận 10 con làm việc phòng thu rồi thì bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy con cái ý con muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Dạ, thì đấy thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Xong rồi có kiểu cũng bảo là người yêu, người đương các thứ này, thì lúc đấy chỉ nói vui qua lại thôi. Nhưng mà về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Thế con bắt đầu gục ngã ảnh vào lúc nào, cái thời điểm nào con còn nhớ không? Dạ không, tại vì cứ hai đứa cứ kiểu là nói chuyện bình thường vậy đó, xong rồi yêu hay là cưới cũng không có tỏ tình, không ai nói với ai hết luôn, kiểu nhưng như mọi chuyện con nó cứ biết xảy là ra. Ổng là làm mai con cho cái người em đó không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe rap qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về mà nhờ em của anh chở về, là con kiểu nghi kỳ quá. Này bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Dạ là coi như tụi con cứ êm đềm yêu nhau vậy thôi. Nhưng có cái hôm nào mà con tỏ tình không? Ít nhất con cũng phải có một cái câu nói là làm bạn gái anh nghe hay là như thế nào? Con có chứ, nhưng mà bình thường thì con rất là ngại nói chuyện trực tiếp ấy. Mình hay viết lên lời rap nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp thì rất là ngại nên là con hay nhắn tin. Cũng có nhắn mà cũng có mà làm người yêu anh nhé các thứ. Rồi là tiếp vậy. Rồi không thì hỏi là có nhận lời không? Dạ kiểu con cứ lơ lơ đi. Kiểu con nói sang vấn đề khác á. Tại vì con cũng ngại kiểu trả lời như vậy lắm, nên là kiểu hai đứa cứ vậy. Cứ cái đợt mà đi Cần Giờ đó là mấy đứa đi, là đi hai đứa hay là đi mấy đứa? Dạ có đi chung với anh là anh chủ của anh ngắn. Nghĩa là sau cái chuyến Cần Giờ nó về là con hết giận ảnh. Dạ là bắt đầu là thân thiết đúng không? Dạ
Rồi sau đó bao lâu, nó phải có một cái cột mốc, nó phải có một ngày gọi là chính thức là hai đứa quen nhau, đúng không? Chắc con hay nghĩ là bữa Cần Giờ. Dạ đúng rồi, con nghĩ là cái hôm đi Cần Giờ là cái hôm chính thức để là kiểu còn yêu. Con lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm yêu luôn, tại đúng vì rồi. Nó cũng không có cục mốc nào hết nên mà con cái nghĩ bữa là đó cái đi ngày Cần đó Giờ này. Về có nắm tay nắm chân gì không, có cả gì không? À, có đi ôm ấp cá tứ chứ. Vậy rồi dính rồi, bữa dính rồi. Vậy là bữa kỷ niệm tình yêu là đúng rồi, là ngày hôm đó là đúng đi. Rồi dạ. Cho khỉ ăn rồi cả tay chân rồi đúng không? Rồi rồi sau đó là yêu nhau bao lâu, tức là yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới. Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao rồi. Cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. À sự cố đúng không? Dạ. Mấy cặp sự rồi nói chuyện như là coi như 8 cặp mà hết, coi như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Dạ, lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn một tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Dạ. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không, rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc á. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Con về gặp ba mẹ của Yến thì sao? Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì cũng bảo à, thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả, thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả bố của Yến. Quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa, ông anh thì ông anh họ con ở trong làm trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con, thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá. Thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc thì mới bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá nên là hay cãi nhau. Vậy à? Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại nói qua lại, xong rồi bố vợ con bảo thôi không cưới đã. Không cho cưới, bố bực đúng không? Dạ. Bực, đúng không? Bực không cưới đã, không nói chuyện nữa. Rồi sao đấy mà? Thì bố con cũng bảo cưới thôi, bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa. Nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng suy nghĩ lại, xong rồi cũng gọi điện cho nói chuyện thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Đấy, thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì cưới ngoài Bắc. Nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới á. Nhưng mà cuối cùng thì mình cưới Hải Phòng. Dạ. Rồi con trong thì này về quê mượn nhà của ông để cưới ở ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là... Ủa, nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ, con người Hà Tây. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây hả? Dạ. Vậy thôi là cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam, tức là ở miền Tây á, thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn... Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2. Ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Vâng, con nhớ 2020, bây giờ là 1 năm. Dạ. 1 năm tắt. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ, được hơn 1 tuổi. Hơn 14 tuổi rồi. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ, sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời, bị liền luôn ạ. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Là thì... cách đó 1-2 tuần nhé. Rồi sao? Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được. Thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời.
thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết, cưới xong tiền cưới tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện, con đi chữa ở chú con, chú là em của bố con, chú con làm đông y chữa. Thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Là bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố, kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bây giờ phổi của mình bị như thế, cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi. Thì từ lúc đấy là con cũng nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? À, phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Vậy là cái giai đoạn khó khăn đó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc. Dạ. Con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu. Có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được. Đêm á, rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì, thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư. Hên, nếu mà hên lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi. Nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được, xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi. Trời ơi. Mà nó còn quá nhỏ. Không nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất tháng, là 2 tháng, 3 tháng gì. Nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá. Rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình là sao? Lúc đấy thường thường thì bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi, là kiểu con đi về con chữa bệnh ở nhà nữa. Thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn, nhưng mà con ra ngoài là con đi về, con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến, tại vì con biết mới lấy xong mà. Thì ở nhà vợ cũng buồn thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy, xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ bảo con đi về con ăn, xong rồi về nhà ngủ, đến sáng hôm sau dậy sớm 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng. Thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi, quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Là mình nhẹ nhàng đi. Dạ. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Dạ. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng. Là vô luôn, vô xong Sài Gòn. Đúng, người đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Dạ. Làm gì còn đồng nào. Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ. Anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ? Hỗ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ, ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này, rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con vẫn thuê? Dạ, bố con vẫn đang bình thuê. Thường. Dạ. Chuyện thuê nhà là bình thường, tụi con còn quá nhỏ mà. Cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nè, mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường, cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con, là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ, dạ, tự con lo.
con ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Dạ. Mẹ đang trong ạ. Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á, nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được một tháng thì mẹ con đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá. Dịch quá bận gì? Trời. Dịch quá đâu có thu thiết gì đâu mà bận. Thì dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Dạ. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ lắm. Nha. Con lười lắm. Thôi bây giờ sẵn. Hết thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi nha. Đó. Để cho cái không khí mình nó sâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó tra màu quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa. Đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát. Thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm tiền. Con, kiếm tiền. Coi như đã làm có nhiêu đó à. Liệu có nhiêu đó. Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần này là phần khui tật xấu. Đó. Thôi bây giờ này cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười. Cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay càu nhàu lắm. Thì cái lười ví dụ như lười cái... con đi về con trưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo ý luôn. Con của con dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn, cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười. Con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy. Nhưng mà hai con hay càu nhàu. Tính con thì càu nhàu, vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy. Cáu bẩn á, cáu bẩn á. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mà chơi game. Phải chơi game không? Nít nó phải chơi game thôi. nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai vào game ấy thì kiểu đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Quên tốt. Có gì đâu. Xong là coi như có là... ghen không? Vợ có ghen tuông không? Vợ con chúa ghen luôn. Chỉ phần nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan. Một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con hay vào con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi. Con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like, comment ai hay là nếu biết hết. Các bạn xinh xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào sâu được. Thì cái hiệu quả của cái sâu đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi sâu xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi sâu nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiều tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền là chuyển hết ở tài khoản đấy. Còn tật xấu gì nữa không? Nè. Có nhõng nhẽo tốt không? Mà. Tật xấu cũng hay nhõng nhẽo, nhõng nhẽo nhưng mà đấy thực ra cũng không phải đáng tật xấu lắm. Đáng yêu, đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Ghê gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy cái lúc mà bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á.
có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Dạ thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Con chắc không có gì kể về anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ không? Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết, chỉ có rửa chén rồi quét nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời, không biết là nó có lo được cho con nó không, hay là có lo được cho chồng con nó không. Nên là kiểu gặp được anh là cưới anh là con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà vậy là chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con cái thì hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng là chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày, rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng nãy chồng có tự thú đó. Tính chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Rồi tối thì sao? Dạ tối thì con cứ ngủ trước. Rồi cửa thì để đó, anh nó về nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Con nghĩ là mở mắt ra thấy ổng đang ngủ trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng, giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Để bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Thực ra nó cũng chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nó nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Dạ. Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Dạ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn á, là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn. À, từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ, đúng không? Rồi còn vợ của con thì lại là quá nhỏ, tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn đó. Thành ra là trong khi đó tụi con lại sống nghĩa là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả, tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á, thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi, gấp ba người ta thì tụi con mới có thể là giống như là đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á, là như vậy, có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ, tuổi để được đi chơi ha. Nhưng bây giờ vì cái đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á, con của con á 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe không? Đó thì con nghe lời chồng đi, con nghe bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con nó bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Dạ. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi. Đúng không? Dạ. Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp, yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp.
thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế, lúc đó là bù lại hết. Con có hiểu ý cô không? Dạ. Phải cố gắng, chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được, đúng không? Đúng, chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ... Con cố gắng đi, con cố gắng đi, con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con, chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nức mắt ra một cái là vừa lãnh hai cái trách nhiệm quá lớn, vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Dạ. Ha. Cố gắng đi, chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi. Kiểu mà tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm. Con hiểu không? Chồng con cũng vậy, chứ 27 đâu có phải là lớn đâu con. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn, chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được, tại vì nó không thể nào nó không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con, không được chia sẻ sức lực của chồng con. Vì nó rapper, nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con. Đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Ok. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không? Con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà... Với chồng đi. Chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong lại trải qua một cái cơn bệnh như vậy. Và bây giờ đang phục hồi, và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe, vừa phục hồi về tinh thần. Con... Đó. Bây giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp xúc ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa. Sao hứa trên sóng truyền hình không mấy được. Lời nói bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chắc là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi. Vì anh vì con nhiều hơn. Đúng rồi. Hai đứa đứng lên nói chuyện đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi chồng đứng lên, cái gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đi con. Đứng lên. Anh đứng con mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Nó thiệt đó. Thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Cật thật là cật. Nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con nói đi. Như là cảm ơn anh để chịu đựng mình nuông chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vậy. Đó, trời ơi, quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc.